Nhìn thấy giống đang vui không? Hôm nay là quay clip là không có buôn bán gì hết, không có chửi rủa gì ai hết á, chỉ là giải bài tâm sự thôi, giải bài tâm sự trong cái nỗi lòng của mình thôi. Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời, có một vị khách đã inbox cho trang của Băng và phàn nàn về sản phẩm của bên Băng. Đầu tiên Băng xin nhấn mạnh cho các bạn biết là người trực inbox không phải Băng. Đó là một đội ngũ nhân viên của Băng đã được học, huấn luyện, đào tạo và cấp chứng chỉ về kiến thức da và kiến thức sản phẩm, nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mà giao phó cái làn da của mình cho những cái nhân viên đó. Tiếp theo, khi mà các bạn đến với Hanayuki thì các bạn á, sẽ được nhân viên kêu các bạn là gửi cái tấm hình cái mặt hiện tại của các bạn qua, rồi sẽ điều tra lý lịch. Nhiều bạn nói sao phiền quá, nhưng mà thực sự phải làm cái công tác đó, mọi người hiểu không? Là phải điều tra coi trước đây các bạn sử dụng sản phẩm gì, các bạn đã ngưng nó trong vòng bao lâu và cơ địa các bạn có dị ứng gì hay không. Đó, các bạn phải kê khai ra. Các bạn đừng nên giấu. Trời ơi, nhiều người nói trời nói cho có, em có xài gì đó giờ, không xài gì, da da mọc bình thường, da đó giờ là nguyên thủy, không có xài gì hết, nói vậy cho rồi cho nó bán, chứ còn điều tra lý lịch khai đó mệt đó. Nhiều bạn ý cái tâm lý các bạn vậy á, nên vô tình các bạn làm cho cái sản phẩm bên Băng nó không được hiệu quả như mong muốn, thậm chí một số bạn bị dị ứng đó này nọ kia. Nói chung là sẽ có những cái mà nó không hay phát sinh ra trong quá trình các bạn sử dụng sản phẩm bên Băng. Tuy nhiên cũng có một số bạn là thật sự là các bạn không xài gì hết, trước giờ da các bạn chưa dùng mỹ phẩm gì hết, các bạn dùng thì các bạn cũng có một số trường hợp các bạn sẽ bị dị ứng đó. Và có một cái bạn khách đó mới 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 tức thì thôi, là các bạn nhắn tin là các bạn nói chung là với một cái tinh thần khá là gay gắt, mà các bạn nói là các bạn sử dụng kem bên Băng bị dị ứng và các bạn yêu cầu Băng thứ nhất là phải xin lỗi, thứ hai là thu hồi sản phẩm trả tiền, thứ ba phải đền tiền thuốc cho bạn. Đó thì bây giờ bạn sẽ nói về cái vấn đề này cho các bạn khách đó và những cái bạn mà đang có ý định sử dụng mỹ phẩm, các bạn hiểu cái vấn đề như thế này. Thứ nhất, khi mà các bạn xài một cái mỹ phẩm mà bạn bị dị ứng thì bạn nên tin tưởng cái mỹ phẩm đó không chứa corticoid. Mà các bạn biết corticoid là gì rồi đúng không? Đó là cái chất mà người ta hay nói nôm na là trong kem trộn mà nó phá hủy làn da của các bạn, là corticoid đó. Bởi vì sao? Bởi vì corticoid là cái chất kháng viêm. Nó làm cho cái da của bạn cho dù nó có xấu kinh thiên động địa, nó có xấu như gì đi nữa thì các bạn xài cái kem đó nó vẫn đẹp. Một hũ kem thôi mà nó có thể giúp bạn nào trắng, nào hết mụn, nào hết nám, nào hết tàn nhang, hết đòi mồi, hết cái gì cũng hết, căng mướt mọng, nói chung là hả, nó giống như là thần dược vậy đó. Đó, 100% người xài không bao giờ bị kích ứng, và nó cũng là cái loại kem duy nhất trên cái cõi đời này 100% người xài không bị dị ứng. Còn lại tất cả các kem mà có dị ứng, xài mà có dị ứng là đảm bảo kem không có corticoid trong đó. Bây, chúc mừng Hanayuki, mỹ phẩm không chứa corticoid. Đó, các bạn hiểu chưa? Nên các bạn đừng nói là chị ơi em dùng cái kem của chị mà bây giờ cái mặt của em nó dị ứng lên vậy, cái kem của chị nó chứa cái chất gì mà nó kinh khủng quá vậy. Cái chất gì thì các bạn mở ra phía sau nè. Đó, cái thành phần của mình có cái gì phía sau nó ghi hết, cái chất gì trong đó, Bộ Y tế chứng nhận cái gì, duyệt cái gì thì nó nằm trong đây hết. Đây, bốn con dấu. Nhiều bạn lên chụp lên nói chị ơi cái trang cái hội nhóm bên kia nó nói Hanayuki là kem trộn, chị ơi nó nói Hanayuki là kem kém chất lượng, kem này kem kia. Và bây giờ kêu Băng vô, Băng cảm thấy nó thường lắm, tại vì đối thủ chơi nhau là cái chuyện bình thường, hoặc là ghét ghen ghét nhau thì cứ chỉ cần nói ở cái kem của nó là kem trộn đó là xong. Nhưng mà các bạn nói các bạn không có bằng chứng, nhưng mà Băng bán Băng có bằng chứng. Đây, những cái con dấu này, đầu tiên là CCMP. CCMP là cái chứng nhận này, cái nhà máy của cái Băng đang sản xuất cái kem này á, là đạt chuẩn. À, thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm theo chuẩn ASEAN, có nghĩa là các bạn có thể xách cái hũ kem này đi các nước châu Á được, có nghĩa là đạt chuẩn. Cái hai là ISO 9001, ISO 14001 và OSAT 18001. Các bạn có thể Google, các bạn search đi, mệt quá. Đó, search những cái chứng nhận này là cái gì. Để được cái bốn cái chứng nhận này, các bạn biết là nó phải trải qua bao nhiêu cái công đoạn kiểm tra không, nó mới cho ra được bốn cái chứng nhận này. Các bạn có từng nhớ Băng đã một lần ngồi làm ban giám khảo trực tiếp trên VTV3, với thương hiệu là nhà tài trợ cho cái chương trình đó của thương hiệu Hanayuki. Thì
Thì các bạn nghĩ đi, để được ngồi làm ban giám khảo cho một chương hình truyền hình trực tiếp của quốc gia thì đài truyền hình đó xét duyệt rất kỹ, bắt băng gửi không biết bao nhiêu cái giấy tờ, cái chứng minh của sản phẩm, rồi ABCD một sắp về nè, các giấy tờ chứng minh được hết thì băng mới được phép ngồi làm giám khảo trực tiếp cho cái chương trình đó. Thì các bạn nghĩ nếu mà sản phẩm Lotomer các bạn có được ngồi trên đài truyền hình quốc gia chễnh chệ như vậy không? Các bạn có nhớ là băng rất nhiều lần đăng cho các bạn là băng ngồi họp trong các cuộc họp của văn phòng chính phủ không? Một sản phẩm tào lao có thể vào đó ngồi hay không các bạn? Đó, bây giờ các bạn nói là bây giờ em xài kem của chị, em dị ứng, chị đền tiền thuốc cho em đi là một cái hết sức vô lý. Thật sự lúc trước băng có đền. Lúc mà mới buôn bán dại khờ các bạn đền. Đền ai dị ứng cũng đền tiền thuốc, đền thấy bà nội luôn. Sau đó phát hiện ra một cái sự thật là các bạn cầm con to thuốc, các bạn đi vòng vòng, các bạn bắt mọi người đền, các bạn bắt đại lý của băng đền, các bạn bắt băng đền, làm hù ai, ai mà nhát đền cho các bạn. Xong rồi có một số bạn nha, biết được như vậy đó, còn làm giả to thuốc, bắt băng đền, nó cứ ác lắm. Lên trên mạng lấy lại cái da nào bị dị ứng kinh khủng nha, cái nè da của em nè, rồi to thuốc nè, chị đền cho em đi, rồi đền lấy 1 triệu, 2 triệu của băng vậy, bạn ác ghê chưa. Sau đó khi mà băng phát hiện cái vấn đề đó, băng hứa là không bao giờ băng đền tiền thuốc nữa hết. Sản phẩm kích ứng băng thu hồi sản phẩm về, băng trả tiền cho các bạn là băng đã quá dễ thương rồi. Băng nói thiệt á, cái bạn đi ra nhà thuốc, các bạn đi ra siêu thị, các bạn ra trung tâm thương mại, các bạn mua hũ kem, cho dù có cả 100 triệu hũ kem, mấy chục triệu hũ kem, các bạn xài dị ứng hồi hãng nó cũng không thu hồi, không trả tiền cho các bạn đâu, tại vì băng xài hoài, băng biết. Hồi xưa băng đi vòng vòng, băng kiếm, băng mua, băng xài thử. Và băng phát hiện ra là khi mà mình bị gì á, thậm chí cũng mai tư vấn cho mình xài sao, cứ mua về hả, nhìn trong hướng dẫn sử dụng rồi xài theo đó vậy thôi. Dị ứng kệ các bạn. Chứ không phải mà cứ một chút các bạn nhắn tin cho bay của băng rồi băng hướng dẫn cho các bạn sử dụng thế nào cho phù hợp, rồi điều chỉnh này, điều chỉnh kia cho các bạn phù hợp nhất đâu. Rồi các bạn xài không được, băng trả tiền lại cho các bạn luôn. Đó là quá dễ thương rồi, giờ các bạn còn làm trời làm đất, xong các bạn đòi bóc phốt băng nữa. Thì thật sự nếu mà các bạn bóc phốt, các bạn nói mà xài kem bà băng ngưng mà nó bị tày hoài thì băng sợ là nó bị lệ thuộc kem đó các bạn. Chứ còn các bạn nói mà nhớ dùng có một lần mà bị dị ứng là băng không có sợ. Điều đó chỉ chứng minh là sản phẩm băng không có corticoid thôi. Đó, nói chung là băng nói sơ sơ vậy cho các bạn hiểu là không phải là dị ứng là do sản phẩm của băng, mà dị ứng là do cơ địa các bạn không phù hợp thôi. Thậm chí đồ ăn, nước uống, không khí, các bạn đã bao giờ đi ngang một tán lá cây, vài phấn hoa rơi rớt là các bạn về cái mặt các bạn sưng như hà bá chưa, bị cái đó chưa? Hoặc là đến một cái không khí nơi nào đó không phù hợp là da của bạn sưng, ngứa, mề đai, dị ứng. Ở gió mũi ngoài Bắc các bạn hay bị nổi mề đai á, cái mùa nào trong năm là các bạn không dị ứng được, dị ứng là các bạn nổi mề đai sưng sù dù đó. Đó thì các bạn hiểu không, cái đó là những cái tác nhân hết sức bình thường, những tác nhân hết sức những cái chuyện hết sức bình thường trong xã hội mà các bạn cũng có thể dị ứng được. Thì nên cái phần kem mà bị dị ứng là bình thường, mà không phải là quá nhiều các bạn hả. Ví dụ ăn bán 1.000 hộp thì chỉ 1 hộp 2 hộp các bạn bị thôi đó, thì cái tỷ lệ rất là có thể chấp nhận được. Thì khi đó chúng ta cứ làm việc vui vẻ với nhau. Và thật sự dị ứng này, các bạn mua thuốc các bạn uống 1-2 ngày là nó lặn hết trơn à, nó không có để lại di chứng gì cho cái da của bạn hết á, nên các bạn cứ yên tâm đi. Mà mua thuốc nó có bao nhiêu tiền đâu, đó thì chỉ cần băng thu hồi tiền, bu hồi băng trả tiền cho các bạn là được rồi. Sao các bạn nặng nhẹ băng rồi các bạn thế này thế kia đó. Nói chung là băng chỉ muốn giải thích cho bạn hiểu cái vấn đề là như vậy, và giải thích cho khách hiểu vấn đề là như vậy. Mong là các bạn thông cảm, hiểu cho băng. Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm gì, các bạn hãy test vào cái vùng da nhỏ trước. Nếu các bạn không dị ứng gì hết, các bạn hãy sử dụng lên trên mặt ha. Đó là cách duy nhất để cho các bạn tránh được cái dị ứng trên cái da mặt của mình thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.